Xin chào các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện món khoai lang tím hấp nước cốt dừa. Đây là một món ăn dân dã, dễ ăn và vô cùng hấp dẫn, bổ dưỡng. Cách thực hiện lại cực nhanh, có thể dùng cho bữa sáng hoặc là ăn vặt đều được. Và bây giờ thì mình sẽ đi thực hiện nhé. Đầu tiên để thực hiện thì mình sẽ chuẩn bị một ít nước cho vào chậu và cho một thìa canh muối vào, sẽ hòa tan. Các bạn sẽ chuẩn bị lượng khoai phù hợp, sẽ gọt vỏ và thả vào chậu nước muối. Với cách thực hiện này sẽ giúp cho khoai được sạch mủ, khi hấp sẽ không bị thâm, màu sẽ sáng đẹp. Sẽ ngâm khoai trong thời gian là 10 phút, sau đó thì rửa lại thật sạch và để thật ráo nước. Và đây là phần khoai lang mà mình đã rửa sạch và để ráo nước. Để hấp được thơm hơn thì các bạn sẽ chuẩn bị từ 1 tới 2 nhánh lá dứa để hấp cùng. Để khi hấp khoai lang sẽ nhanh chín và chín đều, bây giờ thì mình sẽ cắt khoai lang thành những khoanh bằng nhau. Sau khi khoai lang đã được cắt xong, bây giờ thì mình sẽ cho một lượng nước vào nồi. Sẽ xếp lá dứa xuống đáy sưởng hấp. Và xếp khoai lên trên. Bây giờ thì mình sẽ bắc lên bếp để hấp. Với khoai lang tím rất nhanh chín trong khoảng thời gian từ 10 tới 15 phút. Trong thời gian này thì mình sẽ đi thực hiện phần nước cốt dừa. Để thực hiện phần nước cốt dừa thì mình sẽ bắc một cái nồi lên bếp. Sẽ cho vào đây là 200ml nước cốt dừa. Đối với phần nước cốt dừa, các bạn có thể dùng dạng lon hoặc là nước cốt dừa tươi đều được. Thêm một chút muối để được đậm đà hơn. 100g đường phèn. Thêm một nhánh lá dứa để tạo mùi thơm. Sẽ nấu cho phần nước cốt dừa này được sôi. Nếu các bạn muốn ăn phần nước cốt dừa được béo và ngậy hơn, sẽ thêm 3 thìa canh sữa đặc vào. Khi nấu thì các bạn sẽ để lửa nhỏ và nấu cho sôi 2 phút. Đồng thời lúc này thì các bạn sẽ chuẩn bị một thìa canh bột năng, 3 thìa canh nước lọc, sẽ hòa tan. Nước cốt dừa đã sôi được 2 phút, sẽ cho phần lá dứa ra ngoài. Sẽ đổ phần nước bột năng vào, khuấy đều tay tới khi phần nước cốt dừa được sôi và sánh lại. Nước cốt dừa đã sôi sánh lại, bây giờ thì sẽ tắt bếp. Quay trở lại với nồi khoai, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem khoai đã chín đều hay chưa.
Sẽ dùng đũa xuyên qua như thế này. Khoai bở trông rất hấp dẫn, có mùi rất là thơm của lá dứa và khoai. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và sẽ lấy khoai ra ngoài đĩa nhé. Để khi ăn được bùi béo và thơm thì mình sẽ chuẩn bị thêm là một chút đậu phộng rang đập dập. Khi ăn sẽ chan nước cốt dừa lên khoai. Rắc thêm một chút đậu phộng rang lên trên. Vậy là với vài bước thực hiện đơn giản, món khoai lang tím hấp nước cốt dừa đã hoàn thành, trông rất hấp dẫn, bắt mắt và độc đáo. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử, mình xin mời các anh chị và các bạn nha. Khi ăn sẽ có vị thơm dẻo của khoai lang, mùi thơm của lá dứa, béo của nước cốt dừa, kèm theo đó là bùi thơm của đậu phộng, có vị ngọt nhẹ, rất ngon. Với cách làm không cầu kỳ, không mất thời gian sẽ tạo nên một món ăn ngon và bổ dưỡng, có thể dùng cho bữa sáng, ăn vặt đều hấp dẫn. Với cách này sẽ mang lại một món ăn cực kỳ ngon và hấp dẫn, thì các bạn hãy thử nhé! Và bây giờ video thực hiện món khoai lang tím hấp nước cốt dừa của mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình nha.